Bởi thì đã gặp, nhất định phải tin. Phật đem hết tâm quyết, một rồi hai rồi ba rồi bốn, khuyên nhủ chúng ta. Càng cho thấy tình cảm của Phật dành cho ta, thương yêu chúng ta, từ bi giáo huấn chúng ta. Nếu không tin, không tiếp nhận, ta đã phụ lòng Phật. Đấy là mất lợi lạc lớn mà trong kinh đã nói. Phần tiếp theo, hướng gì pháp môn tịnh độ này? Nhất thừa nguyện hải. Hướng gì pháp môn tịnh độ này? Nhất thừa là nhất Phật thừa, nghĩa là phương pháp này, con đường này, mục tiêu của nó là thành Phật, gọi là nhất thừa. Nếu mục tiêu của nó là Bồ Tát, được gọi là đại thừa. Nếu mục tiêu của nó là thanh văn duyên giác, gọi là tiểu thừa. Nếu người học Phật chỉ cầu phước báo trời người, đấy gọi là nhân thừa, thiên thừa. Bởi thì chúng ta học tập mục tiêu cuối cùng là gì? Mục tiêu cuối cùng của tịnh độ là thành Phật, không phải thành Bồ Tát. Bởi thì được gọi là nhất thừa nguyện hải. Phương pháp của nó vô cùng đơn giản, nghĩa là sáu chữ hồng danh. Sáu chữ là thêm vào Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là danh hiệu, Nam Mô là tiếng Ấn Độ, có nghĩa là quy y, là tôn kính, hoặc là quy mạng. Nó có nghĩa như thế. Thật sự cầu sinh thế giới cực lạc phương Tây, càng đơn giản càng tốt. Bởi thì khi còn sống, Đại sư Liên Trì, việc này đã được ghi lại trong Trúc Song Tùy Bút. Đọc tác phẩm này bạn có thể thấy, có người thỉnh giáo Đại sư pháp môn niệm Phật. Niệm thế nào? Ngài dạy họ niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Có người thắc mắc, ngài niệm thế nào? Ngài trả lời, tôi niệm A Di Đà Phật. Mọi người thấy lạ, tại sao bảo người khác niệm sáu chữ, ngài niệm có bốn chữ? Ngài trả lời, người ta chưa chắc đã có tâm cầu sinh tịnh độ. Thêm Nam Mô, Nam Mô là cùng kiếm quy y, thêm chữ đó vào, tôi thì quyết tâm đến thế giới cực lạc, cần gì thêm lời khách sáo. Bởi vì kinh điển dạy chúng ta chấp trì danh hiệu. Danh hiệu là bốn chữ đó. Nam Mô có phải danh hiệu, bởi thì không cần thêm. Đây cho thấy phương pháp tu tập càng đơn giản càng dễ thực hiện. Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, pháp môn vô lượng, đơn giản nhất là bốn chữ A-di-đà-phật. Không pháp môn nào đơn giản hơn. Bốn chữ này thật tuyệt vời, nó giúp bạn thoát ly luân hồi lục đạo, thoát ly thập pháp giới, khiến ta chứng đắc Phật quả viên mãn. Thành tựu của ta giống như Phật A-di-đà. Đúng như tên gọi pháp khó tin,
Rất nhiều người nghe không tin, dễ dàng như thế. Không biết có thành công được chăng? Là sự thật, không phải diễn dông. Bởi thì sáu chữ hồng danh, tín nguyện trì danh, bốn chữ này rất quan trọng. Nếu thực tín, thực nguyện, tôi không đi đâu cả, trời không lên, Ngọc Hoàng Thượng Đế nhường ngôi cho, quý vị có đi chăng? Đại Phạm Thiên Dương nhường ngôi, quý vị có đi chăng? Ma Hê Thủ La Thiên Dương, đó là phước báo lớn nhất trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên. Ma Hà Thủ La Thiên Dương là vua trời trời cõi sắc, đệ tứ thiền cao nhất. Nhường ngôi chúng ta cũng không màng. Chúng ta quyết đến thế giới Cực Lạc phương Tây, đi làm học trò Phật A-di-đà, học tập với Phật A-di-đà, tốt nghiệp sẽ thành Phật A-di-đà. Giống như Phật A-di-đà thành Phật, tốt nghiệp sẽ thành Phật. Thành Phật gì? Thành Phật A-di-đà. Học quá trình A-di-đà Phật chắc chắn là Phật A-di-đà. Bởi thì đây là lợi ích chân thật nhất trong những thứ lợi ích. Là lợi ích lớn nhất trong những lợi ích. Vì thì không tin mất hết lợi lớn, thật đáng tiếc. Đó là sai lầm lớn nhất trong đời mình. Trong đời này lỡ làm việc gì sai cũng có thể sửa đổi. Tại sao? Vì vạn pháp giai không, liệu bất khả đắc. Gặp Tịnh Tông mà để lỡ, đây mới thật sự mất lợi ích lớn. Không gì nghiêm trọng hơn nó. Sai lầm triệt để, sao ta có thể làm chuyện lầm lỡ đó? Như Kinh Thiên Thủ nói, Thiên Thủ là Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu những người không tin nghi hoặc Đà La Ni này, Đà La Ni là tiếng Phạn, chỉ pháp môn này. Đây là pháp môn tổng trì, tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Là sao? Nghĩa là chỉ một câu danh hiệu này, bộ kinh này, bộ kinh Vô Lượng Thọ này, kinh điển của tất cả chư Phật mười phương ba đời nói ra đều nằm trong đó. Đấy là tổng trì. Tất cả những đạo lý Phật nói đều nằm trong một câu danh hiệu. Danh hiệu và bộ kinh này là Đà La Ni, tổng trì. Nếu sinh nghi hoặc không tin, nên biết người đó mất hẳn đại lợi. Lợi ích thù thắng không gì sánh đó, ta đã đánh mất. Quý vị hoài nghi nó, không tin, thật sự sai lầm. Trong trăm ngàn vạn kiếp luân chuyển cõi ác, không thời hạn ra, chúng ta đã tạo nghiệp gì? Hoài nghi thánh giáo. Nghi là nguồn gốc của phiền não, tham sân si mạng nghi.